Đức Chúa Trời ban phước cho Jacob. Khi hai đứa trẻ lớn lên, Jacob thường quanh quẩn ở nhà, còn Esau lại thích săn bắn. Rebecca yêu Jacob, nhưng Isaac yêu Esau. Một ngày nọ, sau khi đi săn về, Esau rất đói bụng. Esau nói với Jacob, em làm ơn cho anh chút thức ăn mà em làm đi. cốp trả lời, nhưng trước hết, anh phải cho em quyền trường nam của anh đã. Vậy, Esau trao quyền trưởng nam cho Jacob, và gia cốp cho ê sau thức ăn isaac muốn chúc phước cho ê sau nhưng trước khi ông chúc phước rebecca và gia cốp lừa ông bằng cách giả gia cốp làm ê sau isaac đã già và không thể nhìn được nữa vì vậy gia cốp mặc đồ của ê sau và lấy da dê phủ lên cổ và tay mình gia cốp đến gần isaac và nói con là ê sau đây con đến để nhận sự chúc phước của cha khi Isaac sờ vào bộ lông dê và ngửi mùi quần áo, ông nghĩ đây là Ê sau và chúc phước cho. Ê sau ghét Gia Cốp vì Gia Cốp cướp quyền trưởng Nam và cũng cướp lấy phước lành của mình. Vậy, ông có ý định giết Gia Cốp sau khi cha ông qua đời. Nhưng Rebecca nghe được ý định của Ê sau nên bà và Isaac bảo Gia Cốp đến sống cùng người bà con của bà ở một nơi xa. Gia Cốp sống với họ hàng nhà Rebecca nhiều năm và trong thời gian đó, ông lập gia đình và có 12 con trai và một con gái. Chúa làm cho ông trở nên rất giàu có. Sau 20 năm rời quê nhà ở Canaan, Jacob mang theo gia đình, tôi trai tớ gái, cùng tất cả các bầy súc vật của mình trở về quê hương. Nhưng Jacob vẫn rất sợ vì ông nghĩ rằng Esau vẫn còn ý định giết mình. Vì vậy, ông gửi cho Esau nhiều tài vật đến làm quà. Các tôi tớ mang quà đến nói với Esau rằng, đây là của lễ của tôi tớ ông là Jacob gửi cho ông, ông ấy sẽ sớm đến nhưng ê sau đã tha thứ cho gia cốp rồi và họ rất vui khi được gặp lại nhau sau đó gia cốp sống bình yên tại Canaan rồi Isaac qua đời gia cốp và ê sau trôn ông lời giao ước của Chúa hứa cùng Abraham và Isaac giờ truyền lại cho gia cốp